Dạ, phòng 61 mến chào cô chú anh chị đã đến với trên kênh Văn Thì. Hôm nay phòng 61 phải có khán giả đến để biến thông báo. Rồi, chào mấy anh mình nha. Wow. Mình đi đâu bên đây mình ghé vậy mấy anh mình? Đi có công việc. À, không. Cùng Lò Hiêu. Wow, à có nghĩa là mình mới hiêu người nhà đã. Dạ một phần ha, xin chia buồn cùng người nhà ha. Dạ. Thì dạ đúng rồi. Mất 2023, gọi 66 tuổi ha. Dạ. Mình ở đâu mấy anh mình ở đâu à? Ở trên Phú Hòa. Ở gần đây luôn. Khu phố 4 à. Khu phố 4 hả? Đây là khu phố 1. Đây phố 1B. Đây một một B. B, đúng rồi. Là mình từ xưa giờ mình sống ở đây hả sao? Rồi đúng rồi. Dân gốc ở đây mà. Trên Phú Hòa mà chỗ nào? Khu phố 4 hả? Ừ. Nghe nói Bù Nho nè. Khu phố 4 là Bù Nho nè chứ nghe Bù Nho gì? Ừ. Ủa sao không biết ta? Con cá nhảy. Rồi. Con Út Khanh. Nhà lấy đầu ấn tượng nè. Út Khanh. Ờ, Út Khanh bác Hai Lộc rồi đó. Ba Hanh ở chỗ này. Ba Hanh là Khanh Què. Ở ngoài này là kia. Cái nhà. Trọng ơi. Ờ. Cái nhà Tấm Nông là kia. Ờ, có Út Khanh. Út Khanh ở trong đường dây 500 kV nè, cầm điện á. Cái nhà tôi nguyên rồi đó. À. Rồi, mình đây không. Bởi vì nói ở ấp 5. Ấp 5 Hòa Hận đây. Ờ Hòa Hận, biết ấp Hòa Hận luôn. Nó ấp 5 mà biết Hòa Hận luôn là quen rồi. Đó Hòa Hận. Ờ Hòa Hận. Trời ơi. Ủa vậy cái đám tang bữa nay mình đi thiêu đám tang ở đâu của ai ta? Của bà cô trên Long Hòa Dù Tiến. Ờ à, tưởng hô ở đây mà mình không đi cũng ngại dân đây mà con. Con Hận. Rồi bà cô mất hả? Dạ. Bà cô mất hả? Thì à chưa có mắt, chưa có mắt là gì có hình, chưa có mắt à, làm sẵn á à, nhưng mà chức vị cao lắm nha, thiếu tướng rồi không, thiếu tướng á, chức vị của ông để sinh ngày tháng hết nhưng mà chưa có ngày mất á, chỉ như làm sẵn. Ừ, làm sẵn á. Tổng cục hậu cần. Ồ đó, chữ dần ông sinh năm 1939. Số đẹp ha, 39 nào, 939. Số đẹp 39. Ừ. Phải đi, em rồi rồi. Rồi, lúc rồi. Hello xin chào. Thì cũng ở đây không cô chú chị ha, nhà cũng quen không. Chứ không có lạ. Anh Út Khanh ở trong gần đây, nhà dân ở đây không cô chú chị. À, phòng số 1 không biết nha. Wow. Dân đây chỗ nó mà, không 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 rành luôn. Nha. Wow, thì quay lại vấn đề chính rồi nè. Hello Hải Ngọc ơi. Hải Ngọc. Ngọc đâu thiếu rồi. Ngọc đâu rồi. Hải Ngọc đâu thiếu cô chú chị ơi. Hay à, wow, hoa đẹp lắm cô chú, hoa này cẩm tú cầu là còn năm lớp hết rồi cô chú. Nhưng mà chân cũng hơi khá lâu rồi. Dạ, nhưng mà vẫn còn đẹp nha cô chú chị ha. À, cẩm tú cầu đây. Hoa rất là đẹp cô chú chị mình ơi. Hoa là hoa mà cậu ưa hết nha. Hoa của hoa loan của chú chị này nha. Yeah. Loan đem lên nói mình ở bên đây, đây là điều là hoa của loan không còn hết nha cô chú chị, đẹp không, quá đẹp luôn ha. Yeah. Có cái gì xe xe không ta, hình như hai anh đây của lon hoặc anh kia của khách gì đó, đó bên đây có cái gì đó xe xe. Dạ rồi hay à, cái bức rồng ở đây nó bị hiếu cái gì nữa của chúng chị ha. Dạ, nó không có đẹp ha. Dạ. À, đẹp thì đây đây quá ơi là đẹp trai thằng tượng của chúng chị ha, quá ơi là đẹp luôn, quá đẹp. Có khách đến nha quá trời, thấy có hương vậy là biết có khách đến cô chú chị nha. Dạ bây giờ phòng số 1 cũng sẽ thắp cho cậu ba nhân hương nha. Dạ, khách đây này, cái hương này là chắc khách mới đem đến cô chú chị này nha. Dạ. Thì hồi nãy phòng số 1 có ghi đi xuống dưới mộ của thầy Sư Minh Thiện á, cái ghi gia đình thầy đến cô chú chị ha, có cha mẹ ruột của thầy đến luôn, ô lộng mẹ ruột chứ lộng.
hay ghi xong vào phong xong mốt về đây, à, ghi hình mộ cô Năm, à, cô chú xem ha, dạ. À. Rồi và thì phong số 1 ghi xong là về liền, à, còn để em Bình Dương Tiên dưới, dạ em Bình Dương Tiên dưới, à. À, đây phong số 1 về công việc, tính về nói Thế Ngọc là biểu xuống chợ dùm, dạ nhưng mà không chịu. Bây giờ phong số 1 sẵn thấy mấy anh mình đến thắp hương mộ cô Năm á. À, phong số 1 ghi hình gửi cô chú anh chị xem, quá bất ngờ. Yeah. Giờ con số 1 sẽ đốt cho con Năm đốt hút của chúng mình đây. Dạ. Yeah. Mai con Năm đốt. Chưa có đốt mà mai gì. Thì dạo này cũng vắng nha cô chú chị ha. Dạ. Thứ nhất vắng, hai nữa trời mưa. Con số 1 quay đây mấy bữa, mưa đủ mấy bữa. Bữa nay là mới mới được nắng bữa cô chú chị này. Chứ còn phần mưa hoài luôn. Mưa bữa nào cũng mưa cô chú chị. Dạ, bữa nay nắng bữa ha. À, dây thì ráng ráng vậy được rồi chứ còn nắng hẳn thì không có đâu, mưa khiếp lắm. Dạ. Cái xe này là cái xe chở đá làm mộ của cô chú chị ha. Dạ, đá làm mộ, xe cần cẩu cẩm thu cầu hoa mà cẩu hết. Wow, cái nó màu trắng trắng mà xanh xanh, gọi là trắng xanh đấy cô chú ha, trắng mà xanh xanh á, chứ không phải là trắng toát luôn. Thế Ngọc mục tiêu ta, à quên qua lại mốc cũng ghi hình cũng có mình. Ồ, mới vừa khai Thế Ngọc đó rồi, có khách vô mà sao Thế Ngọc không ghi không biết. Dạ. Hiện bây giờ thì tất cả đều hướng về miền Bắc nha cô chú chị ha. Phòng số 1 quay mỗi cái clip, phòng số 1 đều có nói về tất cả đồng bào ở miền Nam mình đều hướng về miền Bắc. Dạ, miền Bắc bây giờ thì đang cảnh khổ chứ không phải màn trời chỗ đất nha. Cũng có nhà thì mất tiêu nhà hết luôn, mất hết cái làng luôn. Dạ, làng nụ nụ bây giờ thì đang chuẩn bị xây một cái làng mới nha cô chú chị ha. Dạ, đang chuẩn bị xây hồng mới hôm qua hôm kia gì đó, đồng ổ xây một cái làng mới, cái làng nũ nha cô chú chị ha. Dạ. Chứ cái làng đó mất tiêu rồi, bây giờ nhà cửa mất tiêu hết luôn, bây giờ làm lại. Dạ. Thì có hồi sáng này phòng số 1 có hôm qua vậy có nghe đọc báo mà gửi về miền Bắc cô chú chị ha. Thì thành phố Hồ Chí Minh là 220 mấy tỷ là nhiều nhất á nha. À, xong tới Hà Nội 60 mấy tỷ, rồi xong tới Bình Dương 10 tới cái Nha Trang á, cái gì đó tỉnh ở Nha Trang á thì nhiều hơn Bình Dương, ví dụ ở Nha Trang ví dụ là 30 gì á, 30 tỷ. Hà Nội thì 60, Nha Trang không biết 30 hay 10 20 gì đó. Rồi xong rồi tới Bình Dương có 10 tỷ nha cô chú ha. Rồi xong rồi còn 5 tỷ thì ví dụ Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu cô chú ha. Rồi lần càng ít lần càng ít lần. Nha, tất cả các tỉnh á, rồi hôm qua nghe đọc vậy nha cô chú vậy ha. Là nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh tới 220 mấy tỷ. Ông ngồi vùng Bắc. Rồi xong rồi Hà Nội thì 60 bằng một nửa của thành phố Hồ Chí Minh là 60 mấy tỷ. Xong rồi mới tới cái Nha Trang gì đó. Thì ba chục hơn nhiều, hai ba chục vậy. Xong tới Bình Dương có 10 tỷ nha. Nhưng mà cũng đứng hàng thứ tư hay gì á. À, thành phố nhất, Hà Nội nhì. Xong rồi tới Nha Trang ba, thành phố Hồ Chí Minh. À, xong rồi tới Bình Dương đứng thứ tư. À, xong tới Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Còn mấy cái tỉnh đó thì mình không có đọc chi như cô chú gì ha. À, giờ mà đang tập trung các nhà cửa lại, những nhà mà những cái hộ mà không có còn nhà rồi thì cắt lại hết nha cô chú chị. Dạ. Đau khổ lắm. Thôi
Đây cô chú anh chị mình xem mình cũng biết rồi ha. Nha. Tất cả hiện tiền không đâu, đài truyền hình, báo, điện thoại, Facebook, Zalo gì, cái gì cũng có, cái YouTube gì, tất cả đều đưa lên hai cô chú anh chị ha. Nha. Rồi thì đến đây phần số 1 cũng xin kết thúc clip của chú anh chị mọi người nha. Thì cuối clip phần số 1 xin chúc tất cả cô chú anh chị mình chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành công công việc ha. Dạ, bye bye, xin chào cô chú anh chị. Chào cô Năm nha. Dạ.